Ngày 17 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Danh Giang, 37 tuổi và Nguyễn Trọng Toại, 23 tuổi, cùng trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng tháng 7 năm 2020, Giang biết được nhiều phụ nữ đã vào nhà nghỉ ngoại tình với trai lạ nên đã rủ Toại lắp thiết bị quay lén tại phòng các nhà nghỉ khách sạn để quay hình các cặp đôi ân ái. Cả hai mua nhiều camera nhỏ gọn rồi giả làm khách vào các nhà nghỉ khách sạn thuê phòng để lắp camera. Sau khi thu thập được các hình ảnh, Giang và Toại theo chân những người phụ nữ này để biết địa chỉ nhà, nơi làm việc rồi đe dọa tống tiền. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Giang và Toại, đồng thời thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 1 máy in ảnh, 300 trang phôi ảnh, 4 camera chuyên dụng kích thước nhỏ kết nối Wi-Fi dùng để quay trộm, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Kiểm tra điện thoại, thiết bị lưu trữ, công an phát hiện 52 clip sex hình ảnh nhạy cảm trong phòng nhà nghỉ của nhiều người. Tại cơ quan điều tra, Giang và Toại đã khai cưỡng đoạt được hơn 180 triệu đồng của nhiều bị hại khác nhau. Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra.